Điều tra và đình chỉ kiểm sát viên không lương vụ hai máy bay suýt đối đầu nhau tại ACC Hồ Chí Minh. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM cho biết, chiều 19 tháng 6 đã nhận được báo cáo sơ bộ của công ty quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay tại phân khu 1, Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh, có cảnh báo xung đột ngắn hạn STCA. Sau khi hệ thống ATM phát tín hiệu cảnh báo, kiểm sát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan. Đồng thời, các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Ngay khi sự việc xảy ra, kiếp trực đã báo cáo, công ty quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Khi nào có kết quả chính thức, bộ phận chức năng sẽ chính thức thông tin theo quy định. VATM cho biết, luôn xác định điều hành bay an toàn, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay là mục tiêu hàng đầu. Lãnh đạo đơn vị luôn chủ trương không ngừng nâng cao năng lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ bay. VATM hiện chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không cho biết, hiện sự việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, đây không phải là sự cố hàng không nguy hiểm. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể do nhầm lẫn vì hô hiệu hai chuyến bay tương tự nhau. Vào thời điểm xảy ra sự việc, hai máy bay còn cách nhau rất xa, hệ thống ATM chỉ mới phát hiện tín hiệu cảnh báo nguy cơ. Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh, sự cố không lưu giữa chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt và một chuyến bay khác từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa sáng 19 tháng 6 tại không phận ACC Hồ Chí Minh. Đánh giá sự cố ban đầu, cả hai máy bay khi thiết lập liên lạc với kiểm soát viên không lưu phân khu 1 ACC Hồ Chí Minh đều đã được nhận dạng và cung cấp dịch vụ radar. Tổng số chuyến bay mà kiểm soát viên không lưu kiểm soát tại phân khu 1 thời điểm đó là 12 máy bay. Theo đơn vị quản lý không lưu, khi hai máy bay bay qua nhau, chênh lệch độ cao giữa hai máy bay là 900 feet. Đánh giá ban đầu, đây là sự cố nằm trong danh mục vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa các tàu bay và báo động tránh va chạm trên không. Vụ việc phải báo cáo theo quy chế báo cáo an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam. Đơn vị quản lý cho biết, kiếp trực đã tổ chức bình giảng ngay sau ca trực về sự cố trên. Công ty quản lý bay miền Nam cũng đã tổ chức bình giảng rút kinh nghiệm tình huống trên cho toàn thể lực lượng kiểm soát viên không lưu ACC Hồ Chí Minh. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé!